Vâng, em chính mới tiếp tục về thêm 3 sản phẩm. Đó là một con Amlin Marantz BM90 chạy mạch class A. Các bác là đối tác những dòng loa JBL, loa tăng noi, loa châu Âu, những dòng loa Nhật như là Sansui, Pioneer, dòng loa cao cấp. Cực mới nha bác, 3 sản phẩm, hai con bao này và một cái bộ dây Matt Levinson của Mỹ. Bác nào chơi những dòng loa khủng như là JB4343 và 3344, dòng loa tăng noi cao cấp, BVK vân vân. Một bộ duy nhất nha các bác, hàng ship mạng về. Bộ này giá 11 triệu 500 ngàn, Mark Levinson của tập đoàn Harman Mỹ. Dây loa là 2,5 m một vế nha. Rất đẹp nha các bác. Hai đầu bắp chuối nha các bác. Sử dụng hai đầu bắp chuối. Các bác thể thấy lõi nó này. Khiếp khủng nha, dòng khủng long nha. Đây là một bộ nha các bác, em chỉ ship được về một bộ thôi. Hai đầu đều bắp chuối nha các bác. Dây còn rất là đẹp, trên 95%, 11 triệu 500 ngàn. Bác nào chơi những bộ dây cao cấp thì alo cho em. Những dòng này ham Matt Levinson thì rất là nổi tiếng về những thiết bị âm thanh như là âm ly, cục đẩy hay en, và những bộ dây cao cấp như thế này là dây bãi nha các bác, đã qua sử dụng bên nước ngoài thì dây nó không bao giờ, nó không có cũ quá, tại vì đã những dòng hay en ở trong những phòng rất là kín. Chẳng qua là thường thường những cái cục lọc nhiễu nó hay bị cắn như sơ sơ đỉnh như này này bằng chiến các bác. Chứ còn lại nó đẹp tuyệt vời hết nha. Có thay loại dài khiếp khủng nha. 11 triệu năm rồi, rất đẹp nha, em bỏ qua một bên. Đi đến ba sản phẩm nhân vật chính hôm nay, đó là con Aquafire Pro 5, hàng đẹp siêu lướt nha, và con hàng hiếm đó là BGW Pro Series 4. Hai em này đều công suất là 1.500W. Nếu các bác ở phân khúc tầm tiền trên 10 triệu một tế, các bác lựa chọn em BGW này, tại vì nó kiểu BGW thì nó cũng như QC thôi các bác, ngon, chắc và hay hơn tầm tiền chúng ta đầu tư. Với một công suất như nhau nhưng mà giá thành và sản phẩm khác nhau rất là nhiều. Con Aquafire Pro 5 cũng 1.500W, giá nó là 26 triệu 5. Còn con BGW Series 4 này hiếm hơn rất là nhiều. Con này chạy 2 tăng phô 1.500W. Các bác chơi thoải mái một cặp 40 hoặc là chơi sub vân vân, chơi hai cặp full 30. Con này giá 12 triệu 500 ngàn, đẹp xuất sắc luôn nha. Con này điện 110, hàng nội địa. Đây cũng vậy, hàng nội địa điện 100V. Aquafire Pro 5 rất là mới nha các bác, 26 năm và duy nhất một em gọi là siêu lướt luôn. Các bác thấy từ đẹp từ những cái logo bằng khè luôn. Marantz BM90, em này chạy class A, đánh hai cầu loa AB A kèm B, có chỉnh bass chép đầy đủ nha các bác. Chơi những dòng HBM 100, HBM 60, những dòng loa JBL bass 30, loa tăng noi vân vân, càng nghi càng lâu càng hay nha các bác. Dòng này rất là nặng, cấu hình là class A. Đây các bác thấy rất là mới nha. Con này giá 15 triệu 5 nha các bác, 15 triệu 5, hàng mạng về. Đây có thể biết sau mới tin rồi nha, có thể đây mới cực kỳ luôn nha. Điện áp con này là 100V. Đây là phần tản nhiệt, nó chạy class A phía trước mẹ, đẹp còn gọi là long lanh luôn nha. BM90 giá 15 triệu 5. Và em mời các bác cùng mình xem cái độ mới của nó. Trang bị hai trạm loa, các bác sẽ sử dụng mỏ chim và bắp chuối luôn nha, bắp chuối cắm vào. Công suất là 290W, điện 100V, mới tin nha. Tự nhiên cái rack này có cổng ba lăng các bác chơi luôn nha, dòng cao cấp nha, hai end. Trang bị cổng AUX1, AUX2, tuner CD, ba lăng, cầu. Và đây là Pro 5. Mới long lanh nha các bác. Thiết kế rất là hầm hố. Thấy có thấy logo trên này còn nguyên, và phía sau chân cảnh còn nguyên, đầy đủ với tất cả các cổng, trạm loa 1.500W, 100V nha các bác. Còn đây là em BGW, thì em sẽ, con này thì các bác sẽ biết rất là nhiều rồi về cấu hình bên trong, nó chạy nguồn xuyến và chạy 40 sò Toshiba, mã 302281. Và con này chứ các bác không có biết đâu, hàng hiếm,
sau đây em sẽ tháo cấu hình con này để các bác cùng ngắm nha. Này ở phân khúc 12,5 triệu, bác nào mà tầm tiền tìm cầm cái đó thì để chơi nhiều loa hoặc là nặng lắm. Đây, cấu hình nó là đường tín hiệu vào 6 ly ba lăng này, tầm loa. Rồi em sẽ mở cái ruột cái bên trong để các bác cùng mình xem đó nha. Vâng, em mời các bác cùng xem cấu hình em này. Cũng bán cấu hình là monolock 2 tăng phô riêng biệt và mỗi vế là 20 sò. Đối nghịch trên 10 con dưới 10 con và trên 10 con dưới 10 con. Ở con em này là đang ở với phân khúc cái con mà QC 1600 nhưng mà nó mạnh hơn 1600 rất là nhiều nha các bác. Nên con này là hàng hiếm và giá gọi là siêu tốt, ngon bổ rẻ, đạt tiêu chuẩn là ngon bổ rẻ. Nó hiếm, nó không ít về Việt Nam những dòng model lớn như thế này. BGV đất thì trước kia em có phân phối những dòng tầm bình dân như là 7-8 triệu, em là hàng khủng nha. Điện 100V nha các bác, 110 nha. Con này các bác chơi thoải mái bát 40 hoặc là chơi những con súp vân vân. Các bác chưa sắp hơi thì chơi con này. Cực kỳ mạnh. Rất là đẹp nữa nha, là kiến công. Với cấu hình 2 tăng phô monolock. Chỉ giá có 12.500.000 thôi. Nó hay hơn cả Crown 1002 nha các bác. Con Crown 1002 không ăn thua với em này đâu nha. Còn em Pro 5 này có gì các bác nào chốt thì alo cho em. Con này thì thuộc phần khúc đẳng cấp rồi, thương hiệu, giá thành và giá trị thương hiệu. Tối em sẽ quay chi tiết con Pro 5 này để các bác cùng xem. Đẹp lắm nha, long lanh luôn á. 16.500.000, à quên 26.500.000 nha các bác. Bao gồm phí ship. Tất cả những sản phẩm em phân phối bác nào chi không đủ thì em bớt chút đỉnh cho các bác nha. Còn cọc tiền thì cọc vào bảng giá đó và cọc tiền thì 1-2 triệu tùy theo giá trị sản phẩm, nó cao thì mình cọc nhiều. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.